Cái này nó có cá không? Có cả nhà. Mới gì kìa, có nhịp này cả nhà không? Đó. Nó nhịp đấy không cả nhà? Cá gì đây? Vô vô. Hai, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ hôm nay cả nhà, em quay trở lại thăm cái luồng bẫy cá cải tiến của em cả nhà. Tại vì cái luồng cá này á, là em đặt cũng khá là lâu, em không có thăm á cả nhà. Không biết cử này thăm có dính gì không cả nhà. Hy vọng là sẽ dính được nhiều nha. Thì tại vì cũng mấy hôm nay em quay lại cái dàn bẫy chuột á cả nhà. Nói chung săn bắt này cái nào có thì em bắt cả nhà. Thì hiện tại em cũng đi tới điểm. Mình xin mời cả nhà đồng hành cùng mình đi thăm dàn bẫy cá cải tiến của mình nhé. Để mình quay cam lại cả nhà ơi. Phía trước em có cái lờ cả nhà. Hôm nay nước nó lên lớn rồi. Lời này cũng bỏ khá lâu rồi. Giờ mình đi thăm sẵn mình sửa lại luôn cả nhà. Hồi hồi hổm á cả nhà. Nước nó kiểu như dạng như nó giật á. Giả hết rồi cả nhà. Không dính chưa. Cái lợp này cũng lâu dữ lắm rồi. Cái này chạy cá sặc không? Cái này chạy những con cá lóc nha. Rồi để mình tắt máy mình xử lý cái con cá lóc này cả nhà. Cái tiếp theo cả nhà. Cái này nó hơi nhít chút kìa. Là cái tính ra nó hư. Cái gô không cả nhà. Có gì bắt cái đó. Dù này cũng bự bự cả nhà. Con cái luôn. Có cá đó cả nhà. Mà ba cái thấy nó kéo xuống. Cá gô luôn. Ông cá gô mề. Chà bá lửa luôn. Cái khúc ngoài này thấy nó còn dính gai gai cả nhà. Khúc trong kia là do nước phèn với phần ta bơm nước vô, không có bơm nước vô chổng cả nhà. Tại bữa nay em quay có bằng tay nên khó quay lắm cả nhà. Hôm bữa thì có cái tay quay thì nó dễ cầm. Hôm nay không có tay quay cả nhà. Tay quay hết pin này. Bên này cũng có loài cũng. Cái lò này nhiều cả nhà. Giật cái lò luôn. Ừ, muốn bể lời luôn cả nhà. Cá gô. Ôi đất ơi. Ốc nổi lửa rồi. Hôm có trận mưa cá gô đi cả nhà. Này quay tay nó không có chân quay, nó khó quay cả nhà. Rồi đem tắt máy em xử lý cái bài cá gô này cả nhà. Cái giữa kinh này cả nhà. Này hết cái đường đi cả nhà. Một lần em thăm thường nó có đường dễ đi đó. Này này. Bạch hầu luôn. Còn cá lóc nhưng ổ cá sặc cả nhà, cá lóc
rùa nó nhỏ không? Còn cá lóc rồi đây nè. Đây là cá mình ai giờ qua đây luôn đó nha. Tiếp tục luôn đó nha. Còn cá lóc mấy cá gô bự nữa nè. Đã chưa? Đừng có cái là cá nữa nha. Cá này của em nay sao nó kỳ vậy ta? Cái loài cá ở góc này nhiều nghe, mỗi lần thăm dính nhiều lắm, cứ thăm mới sao đây. Cái gì vậy? Hay nhìn được cái con cá rô, cái rô bự đó nha. Đàn con của mày. Cái này nó có cá không? Có cả nha. Mới gì kìa, có nhịp này cả nha không? Có. Nó nhịp nhịp cái này không cả nha. Cá gì? Ôi ôi. Trời đất ơi. Ừ. Bảy bảy lờ luôn nha. Ôi, nãy giờ gô, giờ gô cá lóc rồi nha. Cái này em đem lên trên em xử lý mới được cả nha. Quá đã cả nha. Rồi còn hai cái nó hết lờ cả nha. Cỏ này hôm qua ai mới cắt. Mấy cái lờ nó trôi ngoài. Còn cả nha. Hết mẹ. Nó bung cây cả nha. Rồi cái này được có mấy con. Mấy con cả nha. Cây mất tiêu luôn. Hồi nó tắt máy em đổ cá vô cả nha. Đây em có một cái cuối cùng cả nha. Cái này lại không dính. Rồi. Nãy giờ mình cũng đã thăm bẫy xong cả nha. Để mình tổng kết thành quả ngày hôm nay cả nhà xem cả nha. Đây cả nha. Này gọng cá luôn cả nha, gần cả nửa gọng cá nha. Nè cá gô nhiều, cá lóc cũng nè cả nha. Thấy rõ không? Đó. Cá lóc cũng nhiều nữa nha. Cũng lê gai lê gai. Không có bự gì mấy nữa nha. Thì clip em tới đây em xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nhé.